11, Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Trường sinh năm 1995, trú tại xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, đối tượng đã đột nhập trái phép rồi lén lút cậy phá hòm cấp nước và lấy đi toàn bộ số tiền công đức tại đình chùa điện thờ mẫu đặt trong khuôn viên chùa Phước Lâm thuộc địa phận thôn Mi Thử, xã Vĩnh Hồng. Khi đối tượng định tẩu thoát thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Tổng số tiền đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 2 triệu đồng. Đối tượng khai nhận trước khi bị bắt đã một mình thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện Bình Giang chỉ trong vòng 4 ngày. Ngoài ra, đối tượng còn cấu kết với Vũ Hữu Tiên, sinh năm 1991, trú tại xã Tân Việt, huyện Bình Giang, thực hiện một số vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Thanh Miện, Gia Lộc và một số huyện thuộc tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Toàn bộ số tiền trộm cắp được đối tượng sử dụng để tiêu xài cá nhân và mua ma túy về để sử dụng. Trường là một đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào tháng 7 năm 2021.